Blackpink, Twice được chọn là nữ hoàng vi xuân của K-pop 2021. Thưa các bạn, dưới đây là top 10 nữ idol K-pop đang đứng đầu bảng xếp hạng này. 10. Winter, aespa. Dù là thành viên của một nhóm nhạc tân binh, nhưng Winter đã lọt vào top 10 của danh sách với 7.233 lượt bình chọn. 9. Jiren, Evergrow. Jiren có tổng lượt bình chọn là 8.159. 8. Irene, Red Velvet. Irene là thành viên duy nhất của Red Velvet có mặt trong danh sách với 8.411 phiếu bầu. 7. Jihyun, cựu thành viên Tiara. Jihyun thu về 10.275 lượt bình chọn. 6. Nancy, Momoland. Thiên thần lành Nancy đạt thứ hạng 6 với 22.539 lượt bình chọn. 5. Jennie, Blackpink. Nữ rapper Jennie của Blackpink có 24.188 lượt bình chọn. 4. Rosie, Blackpink. 27.144 là tổng số lượt bình chọn của Rosie. 3. Jujuy, Twice. Jujuy là thành viên Twice duy nhất có mặt trong danh sách này. Cô nàng có 35.191 lượt bình chọn. 2. Lisa, Blackpink. Tiếp đó là Lisa của Blackpink ở vị trí Á quân. Cô nàng nhận được 721.376 lượt bình chọn từ fan. 1. Jisoo, Blackpink. Dẫn đầu danh sách là Jisoo của Blackpink, cô nàng mới đây đã trở thành đại sứ thương hiệu toàn cầu của Dior ở cả mảng thời trang và mỹ phẩm. Jisoo nhận được 748.069 lượt bình chọn từ người hâm mộ. Bạn nghĩ còn cái tên nào xứng đáng để lọt vào top nữ hoàng vi xuân của K-pop năm 2021? Hãy cho chúng tôi biết dưới phần bình luận và nhanh tay đăng ký rồi bấm chuông để không bỏ lỡ những thông tin mới nhất từ kênh YouTube Linh Tổng các bạn nhé.